Với mong muốn biến chất liệu truyền thống sơn mài thành ngôn ngữ nghệ thuật mới hiện đại, Câu lạc bộ Mỹ thuật Sơn mài do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ tháng 3 đã tổ chức triển lãm đầu tiên ra mắt câu lạc bộ. Vì tính chất dễ gây dị ứng của sơn ta, sơn mài trở thành chất liệu sáng tác mỹ thuật truyền thống đặc biệt của Việt Nam. Riêng tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, làng nghề sơn mài ở tỉnh Bình Dương được các họa sĩ từng theo học ở Đông Dương phát triển thành một môn mỹ thuật. Cái làng nghề Bình Dương sau quá trình kinh tế thị trường thì họ sử dụng loại sơn tây thôi mà không dùng sơn truyền thống nữa. Thì như vậy thì bản thân những nghệ sĩ nghề truyền thống đó, họ mong muốn là làm sao phục hồi cái nghệ thuật sơn ta ở sơn mài Bình Dương. Triển lãm giới thiệu 58 tác phẩm của 39 tác giả, đa số là các nghệ sĩ trẻ. Các tác phẩm thể hiện đa dạng đề tài từ phong cảnh làng quê non nước đến con người Việt Nam. Diễn ra tại trụ sở Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm tranh sơn mài mở cửa đến hết ngày 19 tháng 9.